Đậu hũ là món chay này đơn giản mà hấp dẫn với quý vị ơi. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với Quỳnh Phương, món ngon tại nhà. Kênh của Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm hết quý vị. Hôm nay thì trong tủ còn gì làm đó, món chay nhanh gọn lẹ quý vị. Quỳnh Phương còn được mấy miếng đậu hũ nè, với một ít gừng thôi. Làm ngay cái món này đi, xắt thêm miếng dưa leo vô nữa là có ngay cái một món chay ngon cho mình ăn chay rồi. Rồi đây là mấy miếng đậu hũ mà Quỳnh Phương còn đây, 4 miếng nha quý vị. Mình cũng đã rửa sơ qua nước cho nó sạch xong rồi, mình mới đem một cái tô gồng gồng, mình cho một muỗng muối vô, quậy vô một xíu nước, nước cho nó hơi mặn mặn một xíu ha, mặn hơn nước mình rửa rau một xíu, quậy cho nó tan cái muối ra hết đi. Rồi bây giờ Quỳnh Phương sẽ bắt đầu để đậu hũ vô cái phần nước muối pha loãng nè. Thứ nhất là mình ngâm trong này cho nó mềm, nó ngon và nó hơi mặn mặn á, mình khỏi húp gia vị luôn. Rồi tiếp theo là chuẩn bị thêm vài củ hành tím, nhỏ nhỏ vậy đó, khoảng 4 5 củ. Rồi nếu mà củ to thì mình xài khoảng nửa củ là cũng được rồi. Đập dập dập xong rồi băm ra để lá Quỳnh Phương khử cho nó thơm. Cũng thôi mình dùng hành bơ rô cũng được hết quý vị. Không thể thiếu đó là gừng, gừng non mình cạo cạo cái vỏ này nè đó, mình lấy một cục khoảng bằng ngón tay vậy đó, một cục gừng non nhỏ nhỏ, cạo sạch vỏ xong rồi đập đập nó ra đó, mình đập cho nó dập ra hoặc là băm ha, băm xong rồi đập dập dập ra lát để mình phi cho nó thơm á. Rồi Bình Phương làm xong cái phần gừng non này rồi đó, để nó qua bên. Tiếp theo mình chuẩn bị thêm một nhánh gừng non hơi nhiều nhiều hơn xíu, nó mình cắt thành những cái lát mỏng mỏng á. Gừng non này thì Quỳnh Phương cũng dùng cái dao Quỳnh Phương cạo cạo cái phần vỏ ra ha, xong rồi mình mới cắt lát mỏng rồi cắt sợi ra, cắt càng nhuyễn càng ngon. Rồi giờ để gừng qua bên luôn. Mình bắt đầu á, mình mới đem cái phần đậu hũ này ra nè. Đậu hũ mình ngâm trong nước muối nè, mình vừa rửa mình vừa ngâm luôn á, miếng đậu hũ mình nó cũng sẽ không có nhạt lắm, mình khỏi ướp. Rồi Quỳnh Phương ngâm nãy giờ cũng khoảng 20 phút á, xong rồi mình mới đem ra để cái gỗ lên cho nó ráo nước á quý vị. Rồi tiếp theo thì thấy nó ráo ráo nước, Quỳnh Phương sẽ bắt đầu đem ra cắt ra. Mình miếng đậu hũ này cũng nhỏ nên Quỳnh Phương cắt làm đôi, sao mà cắt xéo xéo anh canh cái mặt á, mình tạo cái hoa văn á, cái hoa văn cái họa tiết nó nhìn cho nó đẹp đẹp mắt một xíu. Nó cái cạnh nè, mình dùng cái dao bén bén một xíu để cắt cái phần đậu hũ nha. Đó, cắt xéo một đường rồi cắt ngược lại hoặc cắt dọc xuống thì tùy mình thích cái hoa văn sao đó. Thì mình tạo nhớ cắt một lớp mỏng đó nha, để tránh nó đứt luôn nguyên miếng đậu hũ là không có đẹp mắt. Rồi các cứ vậy các xéo 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 hết giúp Quỳnh Phương ha. Mấy miếng còn lại thì mình cũng sẽ cắt giống vậy luôn. Rồi bây giờ đem ra để vô cái rổ đây. Tiếp theo á, thì Quỳnh Phương bắt cái chảo lên, cái chảo này cho kha khá dầu vô, đợi dầu vừa lên tiêm nhỏ nhỏ rồi nó hơi nóng nóng sôi sôi lên rồi đó. Bắt đầu Quỳnh Phương cho đậu hũ này vào chiên lại đó, mình cho mình chiên lại cho nó thiệt là vàng giòn đó quý vị. Rồi đó, cho hết vào, mình rửa trong nước muối thôi nha, đừng có rửa lại với nước nữa nha. Nếu mình đậu hũ rửa lại với nước á, nó còn bám nước mà mình chiên á, nó sẽ bị văng dầu nhiều lắm. Nên Quỳnh Phương ngâm trong nước muối xong, Quỳnh Phương đem ra cái rổ để cho nó ráo nước rồi mình cắt cắt là rồi đó, mình không có rửa lại thêm lần nước nào hết. Miếng đậu hũ mình nó càng ráo nước thì mình chiên nó càng dễ, nó ít bị văng dầu. Rồi giờ cứ đợi nó
nó vàng một mặt á thì mình cứ chở thôi, mặt còn lại thì cứ đợi cho nó vàng luôn thì là được nha. Những cái mặt mình cắt nè, nó bung bung ra hết trơn á, nhìn cũng đẹp đẹp mắt đó quý vị. Rồi cứ vậy thì mình đợi cho nó vàng đều hết thì mình sẽ gấp nó ra. Rồi bây giờ Quỳnh Phương sẽ gấp ra để vô cái rổ nha, để cho nó chảy bớt dầu xuống á. Rồi chúng ta có thể để cái giấy thấm dầu ở dưới một lớp gì đó để cho nó dầu bớt cái phần đậu hũ này nè. Rồi đậu hũ rất là ngon luôn. Tiếp theo để cái món này hấp dẫn thì Quỳnh Phương có chuẩn bị thêm cái này là chén nước mắm nhỏ quý vị. Mình cho khoảng muỗng lưng lưng bột năng hoặc bột bắp đều được nha. Đó, cho vào đảo đều lên. Nên lát mình làm sốt. Sốt thì bây giờ bắt đầu làm nha. Đó, chừa lại một ít dầu trong cái chảo á. Cho Quỳnh Phương phi cái hành tím nè, với gừng á, cho nó thơm. Bạn nào muốn ít lên hơn nữa thì có thể bớt lên nữa cũng được. Rồi phi cho nó bắt đầu hơi thơm thơm lên ha. Giờ mình sẽ cho đường vào trước, một muỗng lưng lưng vậy đó, muỗng nước mắm hơi đại đại một xíu, nó chàng chàng một xíu vậy đó. Rồi đảo đều. Này Quỳnh Phương sẽ làm nó hơi nhạt nhạt cho mình dễ ăn. Rồi vị nào thích đậm đà hơn thì lát có thể nêm nếm lại nha. Rồi cho một chén nước nãy á. Cái này thì nó sẽ hơi sệt, Quỳnh Phương sẽ đảo sơ hơn cái, hạ lửa nhỏ nha, giờ mình mới thêm nước vô. Đó, mình thêm trước một ít đi, khoảng 2 muỗng nước vậy đó. Mình quậy xong cái, coi cái độ sệt nó được chưa. Cái này còn hơi sệt nè. Rồi mình Phương sẽ cho thêm một ít nước nữa ha. Trước khi cho nước thì mình cho thêm xíu hạt nêm chay từ nấm đi. Rồi cho thêm tương ớt nè. Quậy đều lên. Rồi nêm nếm lại coi vừa khẩu vị mình chưa. Rồi tiếp theo thì mình mới cho nước thêm. Lúc này thì Quỳnh Phương cũng đã cho rừng, rừng mình sắc nhuyễn nó nãy quý vị, cho vào luôn. Rồi giờ nó còn sần sệt nè, Quỳnh Phương cho thêm một xíu nước nữa nha, khoảng 2-3 muỗng gì nữa đó. Mình cho nước vô khi nó sần sệt vừa vừa, mình nêm lại một cái. Đó, coi nó mặn nhạt sao đó. Thì cho thêm xíu nước mắm. Cái này là nước mắm chay nha. Hoặc là thêm xíu đường cho nó vừa khẩu vị gia đình mình là được. Rồi cái phần sốt khi mà vừa ăn rồi đó, bắt đầu mình cho nó lên đó. Mình Phương cho lên cái phần đậu hũ mình chiên vàng giòn nè, đó rất là hấp dẫn luôn, có gừng cây cây nữa rất là ngon quý vị. Mình phủ một lớp hoặc là để cái miếng đậu hũ vô cái phần sốt á, đảo qua đảo lại mình đem ra cũng được, hoặc là chen lên như vậy cũng được, tùy mình thôi. Rồi vậy là Quỳnh Phương đã hoàn thành xong rồi đó quý vị, cái món đậu hũ sốt với gừng ha, đơn giản thơm ngon, ăn nó cũng ấm ấm bụng nữa, giòn giòn thơm thơm, rất là hấp dẫn và bắt cơm nữa. Rồi một món chay đơn giản, Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà.